Kính chào quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, và ngay lúc này đây thì chúng tôi lại về thêm một chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V sản xuất năm 2022, màu xanh các bạn nhé. Màu xanh đá của chiếc xe này là màu xanh đá rất là đẹp rồi các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn. Chúng tôi mua ở trong kia, bây giờ chúng tôi chuyển ra đến Hà Nội đấy ạ. Chúng tôi vận chuyển bằng những chiếc xe cứu hộ giao thông đây. Đấy, và xe thì hôm nay cũng đã ra đến cửa hàng chúng tôi rồi. Nên là bây giờ chiếc xe này thì tôi cũng chưa giới thiệu cho quý vị các bạn đâu. Chỉ giới thiệu cho quý vị các bạn là chúng tôi đang về đây thôi ạ. Và về đến cửa hàng thì tôi sẽ bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó thì tôi sẽ quay video giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu, có thể mời quý vị các bạn qua cửa hàng chúng tôi xem ngay từ bây giờ luôn các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Còn nếu như để video chi tiết thì tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ, tôi sẽ quay và phát video sau các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu thì có thể đến xem xe tại cửa hàng chúng tôi số 318, 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội. Ngay và bây giờ là chúng tôi đã có xe ở cửa hàng rồi các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.